Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tổ ấm đẹp xinh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Thu Hòa xin mời quý vị điểm qua một số thông tin về thị trường bất động sản. Trong 3 tháng đầu năm 2021, nguồn cung chào bán được ghi nhận 1.709 căn, giảm 74% so với quý 4 năm 2020 và 53% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những quý có nguồn cung thấp nhất trong 3 năm qua. Thông tin trên được công ty CBRE Việt Nam vừa đưa ra trong báo cáo tiêu điểm thị trường bất động sản quý 1 năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, phân khúc trung cấp chiếm 41%, trong khi các năm trước phân khúc này chiếm khoảng từ 55 đến 60% tổng nguồn cung. Phân khúc hạng sang đứng thứ hai chiếm 39% tổng nguồn cung. Phân khúc cao cấp chiếm 20% và không có nguồn cung chào bán tại phân khúc bình dân trong quý. Đặc biệt, số lượng nhà giá thấp, nhà dưới 2 tỷ đồng đã giảm mạnh trong năm 2020. Hầu như không có dự án nhà giá thấp nào đủ lớn ra mắt thị trường. Những dự án trên dưới 1.000 sản phẩm không có, thậm chí được xem là biến mất với phân khúc thị trường này. Trong quý 1 năm 2021, thị trường ghi nhận 2.624 căn hộ được tiêu thụ, giảm 48% so với quý trước và 31% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng cao hơn số căn chào bán mới của quý. Năm 2021 dự kiến sẽ không có những thay đổi lớn nhưng sẽ cải thiện hơn so với năm 2020. Thị trường kỳ vọng sẽ có thêm khoảng 17.500 căn hộ với các dự án mới ở các quận ven thành phố như quận 9, quận 12, quận Bình Tân và huyện Nhà Bè. Thưa quý vị, quy hoạch tốt, hệ thống giao thông hạ tầng đang ngày càng cải thiện, xu hướng giãn dân và chính sách cởi mở là những yếu tố giúp kích thích thị trường bất động sản các tỉnh vùng ven thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng trong tương lai. Tại hội thảo nhận diện lực đẩy phát triển thị trường bất động sản vùng thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2021 do tạp chí Nhà Đầu Tư tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh yếu tố liên kết vùng, thị trường bất động sản các tỉnh vệ tinh thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chứng tỏ sức hút đến từ giá bán và tốc độ đô thị hóa. Giai đoạn 2019-2020, thành phố Hồ Chí Minh khan hiếm nguồn cung, bất động sản các tỉnh vùng ven trở thành thị trường giao dịch chính với nguồn cung nở rộ. Không chỉ đơn giản là chào bán các dự án đất nền, nhà đất vệ tinh ngày càng mở rộng chuỗi sản phẩm mới như nhà phố, biệt thự và cả căn hộ. Với áp lực nguồn cung của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm, giá và cả giao dịch bất động sản vùng ven đều tăng nóng trong 2 năm vừa qua. Ngoài ra, sự phát triển của hạ tầng giao thông liên kết vùng cũng giữ vai trò quan trọng. Việc phát triển loạt dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải, đường vành đai 3, vành đai 4, các tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, Dầu Dây Phan Thiết, Phan Thiết Cam Lâm, Dầu Dây Đà Lạt, Biên Hòa Vũng Tàu cũng là động lực cho thị trường vùng ven thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin vô cùng hữu ích cho tổ ấm của mình. Bạn là người yêu thiên nhiên, muốn có một khu vườn nhỏ để chăm sóc nhưng diện tích nhà lại không cho phép, thì giải pháp tuyệt vời đó chính là bắt tay vào thiết kế một chiếc vườn treo độc đáo. Ví dụ như trồng cây trên tường nhà, chúng ta dễ dàng tìm mua nguyên liệu ở các cửa hàng trang trí nội thất hoặc tự làm bằng một số hộp đựng, giá treo cũ và treo chúng ở bất kỳ bức tường nào trong nhà có khoảng trống là sẽ sở hữu ngay một mảng vườn cây xanh. Tuy nhiên, khi tưới nước cho cây, cần tháo ra khỏi tường để đảm bảo nước từ các chậu cây không rò rỉ, làm hỏng tường. Trồng cây thủy sinh, chúng ta cũng có thể dùng những hộp thủy tinh, hộp nhựa trong suốt, treo trên trần nhà, thanh treo rèm hoặc gắn trực tiếp vào tường để thiết kế vườn treo thủy sinh. Hay sử dụng các dây thép tròn hoặc dây thép cứng để treo các chậu cây thành một hàng dọc khá đơn giản. Hoặc dùng giá gắn vào tường và sau đó trồng cây lên trên để tạo không gian xanh mát. Bạn cũng có thể tận dụng những vỏ lon, vỏ đồ hộp cũ để trồng cây và để vào các kệ bắt trên tường. Đơn giản hơn là dùng những chai nhựa thiết kế dạng treo tầng để trồng nhiều loại rau, hoa khác nhau. Và cuối cùng là trồng các cây xanh nhỏ xinh ngay trong nhà bằng những chiếc bát sứ hay là tái sử dụng đồ vật tạo thành một vườn treo xanh mát cho tổ ấm. Tiếp nối chương trình sẽ là những mẹo trang trí cho căn hộ nhỏ cực hữu ích. Đối với căn hộ nhỏ khó trang trí nên nhiều gia chủ thường mắc phải những lỗi thiết kế cơ bản khiến không gian đã nhỏ càng nhỏ hơn. Chương trình Tổ ấm đẹp xinh xin chia sẻ một vài gợi ý để tổ ấm của bạn trở nên rộng rãi hơn. Đầu tiên, hãy dùng một tấm thảm lớn thay vì thảm nhỏ sẽ giúp căn hộ trở nên rộng rãi hơn. Thứ hai, một hoặc thậm chí hai nguồn sáng không đủ cho một căn hộ nhỏ. Để làm cho nơi này có vẻ lớn hơn, bạn cần phải chiếu sáng mọi góc tối.
Thứ ba, đồ nội thất, bàn kính và các vật liệu trong suốt khác sẽ làm cho không gian của bạn trông lớn hơn. Tiếp theo, bạn cũng có thể treo một chiếc gương trên một trong những bức tường sẽ giúp căn phòng trông rộng hơn rất nhiều. Đồ nội thất trên những chiếc chân cao cũng sẽ tạo ấn tượng rằng căn phòng lớn hơn so với thực tế. Cuối cùng, khi nói đến căn hộ nhỏ, tốt hơn hết bạn nên đặt TV cao hơn tầm mắt. Tốt nhất bạn nên treo nó trên tường nhé. Quý vị thân mến, để hạn chế lượng bụi tích tụ trong nhà, việc lựa chọn và sử dụng nội thất đóng vai trò khá quan trọng. Do đó, bạn cần nói không với những đồ nội thất như sau. Thứ nhất là thảm phòng khách, bởi thảm rất dễ bắt bụi. Nếu không được hút bụi và giặt giũ thường xuyên, nó còn dễ sinh ra nhiều loại vi khuẩn có hại. Thứ hai, tủ kệ mở không có cánh, vì đây là nội thất tích tụ nhiều bụi bẩn nhất trong nhà, mất nhiều thời gian vệ sinh. Thứ ba, tủ không sát trần nhà. Việc sử dụng loại tủ này sẽ tạo ra khoảng hở giữa mặt trên tủ và trần nhà, là nơi lý tưởng để bụi bẩn bám vào. Thứ tư, các loại mành như tre, nhựa, nhiều thanh mảnh. Những chiếc rèm này thường được lắp ở cửa sổ, ban công, là những nơi tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài nên rất dễ bám bụi bẩn. Lâu ngày, chúng trở nên xỉn, ố, làm giảm thẩm mỹ của tổ ấm. Thứ năm, đèn trần có miệng đèn hướng lên trên. Theo thời gian, bụi hay là côn trùng chết trong vỏ đèn khiến bạn gặp không ít phiền toái khi dọn dẹp, vệ sinh. Và cuối cùng là đồ nội thất tối màu. Trên thực tế, sự tương phản sẽ làm bụi bặm hiện rõ trên bề mặt nội thất tối màu, không những không giấu đi được vết bẩn mà còn khiến chúng lộ ra rõ hơn. Vì vậy, hãy hạn chế sử dụng các nội thất tối màu như là màu đen, nâu đậm. Vì nhu cầu nghỉ dưỡng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhất là với người dân sống trong đô thị lớn. Từ đó, khái niệm ngôi nhà thứ hai, second home, được hình thành như một nơi vừa để nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống, vừa là kênh đầu tư khá lý tưởng. Trước đây, khi nói đến ngôi nhà thứ hai, sẽ là các loại hình sản phẩm như biệt thự nghỉ dưỡng, biệt thự ven biển có giá khá cao. Đa số phù hợp với đối tượng người mua là các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn, với mục tiêu đầu tư dài hạn. Tuy nhiên hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện thêm các dòng sản phẩm mới với giá trị vừa tầm hơn, giúp việc sở hữu ngôi nhà thứ hai đến với nhiều người. Chính việc này càng đẩy nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai tăng cao. Giới chuyên gia nhận định, người mua nhà tại các dự án này không chỉ tìm một nơi để nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống mà còn nhắm đến mục đích đầu tư. Đặc biệt là sản phẩm biệt thự ven biển có giá trị đầu tư lớn, tính pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài, thời gian thanh toán chia thành nhiều đợt, tạo điều kiện để nhà đầu tư linh động phân bố dòng tiền. Theo các chuyên gia của Savills, người mua ngôi nhà thứ hai thường rất quan tâm đến các thị trường có hạ tầng phát triển, gần cao tốc, kết nối thuận tiện bằng đường hàng không, liền kề với thành phố Hồ Chí Minh. Đáp ứng những điều kiện kể trên, Bà Rịa Vũng Tàu đang sở hữu nhiều tiềm năng cũng như có khả năng bùng nổ trong tương lai. Được biết, dự án Dream Resort Long Hải là tổ hợp khu căn hộ, khách sạn cao tầng và chuỗi tiện ích dịch vụ thương mại nằm ngay ngã ba Võ Thị Sáu, Lê Trọng Tấn. Cung đường huyết mạch của Long Hải và Rịa Vũng Tàu cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 100 km. Dự án do tập đoàn Dream Group làm chủ đầu tư. Dự án Dream Resort Long Hải có quy mô 47.000 m², được chia thành 3 phân khu: khu căn hộ du lịch, khu shop house và biệt thự nghỉ dưỡng. Với các điểm mạnh về vị trí đắc địa, sở hữu đường bờ biển dài đẹp 300 m, không gian sống thoáng đãng và tiện ích nội khu đẳng cấp, dự án đang thu hút sự quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư. Khi đến với cái dự án Dream Resort Long Hải, tôi cùng với lại ban điều hành của Dream Group với một cái đam mê về việc là phát triển một cái dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, nó mang cái tính nghệ thuật đặc sắc đến gần với mẹ thiên nhiên và làm sao mà tạo được những cái nét riêng cho cái địa phương nơi mà chúng tôi đến đầu tư. Chúng tôi mong muốn sẽ có một cái công trình đặc sắc để mà lan tỏa thông điệp đây là một cái dự án đẳng cấp 5 sao giữa lòng Long Hải. Nghĩ tới một cái xa hơn, chúng tôi tạo ra một cái dòng sản phẩm, nó có một cái hệ sinh thái của biển, rừng, núi. Và hiện tại là chúng tôi là đang triển khai mạnh vào những cái dự án ở cái Lạc Dương để làm sao chúng tôi nâng cái quyền lợi nghỉ dưỡng, 30 điểm nghỉ dưỡng cho khách hàng, phủ sóng toàn thể tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Làm sao có một cái hệ sinh thái tuần hoàn như tôi đã nói, biển, rừng, núi, và tăng trưởng những cái quyền lợi khai thác những doanh thu tối đa cho những nhà đầu tư khi chọn cái dòng sản phẩm Dream Resort. Và Dream Resort Long Hải là đứa con đầu tiên tâm huyết của chúng tôi.
Đặc biệt, thiết kế nội thất Charm Resort Long Hải theo phong cách Địa Trung Hải, với ưu điểm nổi bật của phong cách thiết kế này là tạo nên sự thư giãn tối đa cho khách hàng. Với gam màu xanh tươi sáng của biển, vừa phóng khoáng lại vừa an tĩnh, thể hiện đẳng cấp của chủ nhân nơi đây. Mỗi căn hộ Charm Resort Long Hải đều được trang bị những vật dụng hiện đại, cao cấp nhằm đảm bảo sự thoải mái tối đa trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Charm Resort Long Hải với phân khu căn hộ được thiết kế 12 tầng, có tổng cộng 972 căn hộ tiện nghi, đẳng cấp. Mỗi căn hộ có từ 1 đến 3 phòng ngủ, được thiết kế hiện đại và sang trọng, với ban công được tối ưu hóa để nhìn ra biển. Resort có 17 căn shop house là nơi hệ thống tiện ích luôn sẵn sàng, đáp ứng nhu cầu từ cơ bản đến hiện đại nhất của chủ nhân. Và 24 căn biệt thự không chỉ lấy trọn view biển, còn được bao bọc bởi hồ bơi đa tầng độc đáo, rừng dương xanh cùng các công viên chủ đề đặc sắc. Bên cạnh đó, mật độ phủ xanh chiếm tới 3/4 diện tích dự án. Charm Resort Long Hải kiến tạo chốn nghỉ dưỡng sinh thái, yên bình, tách ra khỏi những bộn bề, xáo trộn của cuộc sống. Song song đó, dự án tạo khác biệt với hàng loạt tiện ích hưởng thụ đẳng cấp như du thuyền, sky bar, pool bar, hồ bơi đa tầng, rạp chiếu phim trong nhà, rạp chiếu phim ngoài trời, gym, sân tennis, đêm nhạc chủ đề, v.v. Nói về cái thiết kế thì đây là một trong thiết kế mà cảm nhận cá riêng của tôi thì rất là độc đáo. Tất cả gần như một không gian mở, giúp toàn bộ căn hộ bên nhìn vào nó đều đón nắng, đón gió cái tự nhiên. Đúng như với phương châm mà bản thân tôi nghĩ nó là mở cửa là vườn, mở bước chân là biển. Thì biển nó chỉ cách chúng tôi có vài bước chân thôi. Mà thể nói là đây là một dự án mà có thể nói là đúng nghĩa là nghỉ dưỡng sát biển luôn. Nhờ vị trí đắc địa tại trung tâm Long Hải, chủ nhân Charm Resort Long Hải sẽ được thụ hưởng tất cả những tiện ích hiện đại, phong phú, cũng như trải nghiệm các di tích, điểm tham quan nổi tiếng của khu vực Long Hải một cách dễ dàng, như khu du lịch biển Long Hải, di tích lịch sử Minh Đạm, rừng bảo tồn thiên nhiên. Không những thế, từ Long Hải, du khách có thể dễ dàng kết nối đến nhiều điểm vui chơi giải trí nổi tiếng của Vũng Tàu, như Sun Gold Club, thuộc top lớn nhất Đông Nam Á, suối nước nóng Bình Châu, casino Hồ Tràm, Hồ Tràm Safari, giúp chuyến nghỉ dưỡng thêm phần trọn vẹn hơn. Đây là một dự án rất là có tiềm năng và cái sự mà quan tâm đến cho người dân để mà phát triển cái về cái tiềm năng sống cũng như nghỉ dưỡng, đảm bảo cho cái cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao. Tôi thấy đây là một cái dự án rất là quy mô và rất là có tiềm năng, có thể là cảm thấy cảm nhận được là rất là thích và muốn đầu tư. Có thể thấy, với sự tích hợp hơn 25 tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, Charm Resort Long Hải được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt. Đó không chỉ là những khoảnh khắc bình yên, thơ mộng riêng tư, mà còn có những giây phút sôi động, náo nhiệt bên gia đình và những người bạn yêu thương. Sở hữu Charm Resort Long Hải chính là sở hữu chốn nghỉ dưỡng lý tưởng, một ngôi nhà thứ hai để trải nghiệm những kỳ nghỉ dài, giúp lấy lại năng lượng, sức khỏe của chủ nhân sau những ngày bận rộn. Đồng thời, đây cũng được đánh giá là một kênh trú ẩn tài sản thông minh, giúp các nhà đầu tư vững vàng vượt qua những thử thách của nền kinh tế đầy biến động. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tổ ấm Lập Sinh kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.